Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Bạn Muốn Hẹn Hò để xem họ có bấm nút hay không. Xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Thực ra là con hơi kém tự tin khi trước mặt mấy bạn gái, bởi vậy nên bây giờ con còn độc thân. Em đã trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình đầu là kéo dài tầm khoảng 4 năm và mối tình thứ hai là kéo dài khoảng 3 năm rưỡi ạ. Trời ơi, gần chục năm yêu đương rồi đó. Dạ. Kinh nghiệm nhiều lắm rồi đó. Thì trước đó thì con có 4 mối tình. 4 mối? Trời ơi. Nó cũng nhiều ghê chứ bộ. Dạ. Khi mà yêu á thì em thường là em hay là rất là thương yêu người yêu của mình á, nên là nhiều lúc em sẽ cảm giác như là em không có quan tâm bản thân của mình nhiều quá. Mời nhà gái. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn trai. Rồi, mời em gái giới thiệu về mình nào. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh bên nhà trai cùng toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Diễm Chi, em sinh năm 1996. Quê em là ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Ồ, dạ. Mỹ Tho, Tiền Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm bên operation của sàn thương mại điện tử á chị. Mời em trai. Chào em gái bên kia. Dạ, em chào anh. Em tên là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1994, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Em thì hiện tại đang làm là nhân viên kinh doanh phụ tùng xe Honda gắn máy. Dạ. Mua bán phụ tùng rồi đúng không? Dạ. Chúng ta đều là miền Tây nha. Như vậy thì trên con đường đi về quê là mình bắt buộc phải qua Tiền Giang nha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Dạ. Ưu điểm của em là em hòa đồng, em năng động và cũng giúp đỡ mọi người. Em cũng biết một chút về nấu ăn ạ. Dạ, còn khuyết điểm của em là em có lẽ có một xíu về nóng tính và cũng như là em có tính tự ái cũng có. Dạ, trong công việc mà tự ái nhiều quá thì nó cũng không dạ. có được hỗ trợ dạ. tốt cho công việc của mình. Đang đâu. Nấu ăn mà tự ái dục luôn. Nhưng cái nồi nóng tính quá, đổ luôn. Nhưng mà em sẽ có cái cách là em cân bằng được giữa công việc với lại cái tính tình của mình đó chị. Ừ. Dạ. Vậy thì tốt quá. Dạ. Ok, mời nhà trai. Dạ thì ưu điểm của em là giao tiếp tốt, vui vẻ, hòa đồng, không thích uống rượu bia, không hút thuốc, đặc biệt là con không hút thuốc. Cái này con gái thích đó con. Dạ. Điểm mạnh đó. Dạ còn điểm yếu của con thì thực ra là con hơi kém tự tin khi trước mặt mấy bạn gái. Dạ. Tự tin với bạn gái cũng là một cái thuận lợi khi mình cua gái. Dạ bởi vậy nên bây giờ con còn độc thân. Độc thân đúng không? Dạ đúng rồi. Độc thân hả? Còn trước đó có mấy mối tình? Dạ thì trước đó thì con có 4 mối tình. 4 mối? Ôi, trời ơi. Nó cũng nhiều ghê chứ bộ. Dạ thì tại cũng 30 rồi mà chú. 4 mối bình thường hả? Dạ. Thôi, con thấy vậy. Vậy con mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất của con thì là quen được 3 năm. Còn nếu như mà nói về cái mối mà con khó quên nhất thì chắc là mối tình đầu. Mối tình đầu bao lâu? Mối tình đầu thì mặc dù quen 2 năm thôi nhưng mà con là bị phản bội. À con bị phản bội. Dạ đúng rồi. Nhà trai sơ sơ 4 mối rồi đó. Còn nhà gái thì sao? Dạ em đã trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình đầu là kéo dài tầm khoảng 4 năm và mối tình thứ hai là kéo dài khoảng 3 năm rưỡi ạ. Trời ơi, gần chục năm yêu đương rồi đó. Dạ. Kinh nghiệm nhiều lắm rồi đó. Dạ. Trong chục năm đó em cảm thấy là em có cần phải bổ sung cái gì để mà mình có mối tình lâu dài không? Khi mà yêu á thì em thường là em hay là rất là thương yêu người yêu của mình á, nên là nhiều lúc em sẽ cảm giác như là em không có quan tâm bản thân của mình nhiều quá. Tập trung là yêu người ta thôi. Mình không lo cho mình. Dạ đúng rồi. Nhưng quan trọng anh có thấy được điều đó hay không á. Dạ chính vì là anh thấy được cái điều đó đó, cho nên là anh xem cái điều này như là một cái điều hiển nhiên. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tình trạng cô gái này tôi đã gặp rồi. Dạ. Tôi đã từng rồi nên tôi rất từng hiểu rồi, hả? Bây giờ tương lai mong muốn người yêu như thế nào? Dạ mong muốn người yêu của em là em sẽ kiếm một người là cũng trưởng thành một xíu. Dạ cũng biết là tôn trọng bạn gái, đặc biệt là đừng gia trưởng quá. Dạ em sợ. Dạ. Với lại thứ hai là đừng có hút thuốc. Rượu bia thì không sao, bởi vì ba em rất hay là nhậu vào cuối tuần á.
nên có thể là về nhậu với ba em được. Thế rồi, nó biết nhậu luôn á. Dạ, cao hơn em một xíu được rồi, được. Cũng không cần phải quá cao hơn em đâu ạ. Cao, bên đây cao, có cao đó. Dạ. Dạ, về cân nặng thì cũng vừa người ạ. Để chị qua chị coi bên kia cao cỡ nhiều. Cao gần gấp đôi. Trời. Dạ, cặp đôi này đứng chung nhau vui rồi nghe. Bạn gái mà lỡ đứng cỡ cỡ tới đây thì em thấy thì sao? Đúng không? Ôm cái là chọn ôm gói. Ôm cái luôn. Là vô, chọn gói liền. Ôm là dính. Ôm là dính ha. Ôm cái là dính liền. Ngon lành. Rồi, mình thì sao? Mình muốn là bạn gái thì sao? Chỉ cần bạn đó gương mặt bạn dễ thương. Dễ thương, bao dễ thương luôn. Con bé nó dễ thương lắm. Dạ. Mình hỏi người thân. Dễ đi. Rồi. Đi với ai? Đi mình. Rồi, để đó. Tôi nhà giả đi với ai cưng? Rồi giúp cho. Dạ, em đi với lại bé đồng nghiệp trong công ty em ạ. Rồi, mời bé đồng nghiệp. Dạ, mình chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan, anh trai bên này và toàn thể trường quay ngày hôm nay. Em là Thắm, là đồng nghiệp của chị Chi. Về anh trai hôm nay thì em thấy là anh khá là vui vẻ, công việc cũng ổn định và cũng có một số nét tương đồng với chị Chi. Thì cũng mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, tiếp tục nên duyên, và cũng mong là năm sau công ty được ăn đám cưới của hai chị. Cảm ơn em. Rồi bây giờ làm sao? Mở rào. Đó, hai bên cứ gặp nhau thoải mái nha. Mình người miền Tây mà. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Em chào. Chào em. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ, em cũng có món quà gửi cho anh ạ. Dạ, cảm ơn anh. Em tặng cho anh là chiếc áo là của sản phẩm của công ty của em luôn ạ. Anh cứ ứng thử vào người. Sẽ dạ. Là thường là sẽ là vừa với anh. Cảm ơn em, áo rất là đẹp. Dạ. Màu anh rất thích. Đối với em thì em từng yêu xa bao giờ chưa? Yêu xa thì em chưa có yêu, nhưng mà chỉ có một giai đoạn là nó cũng khá là ngắn thôi. Tức là về mối tình đầu của em thì lúc đó là anh ấy ảnh đi Nhật á. Thì trong thời gian đó tụi em chỉ yêu nhau tầm khoảng là vài tháng thì tụi em cũng chia tay. Em không có ngại chuyện yêu xa, nhưng mà ý anh hỏi anh vẫn nói đó. Thì trên tinh thần là hai đứa mình tin tưởng nhau và tôn trọng nhau, thì em nghĩ là khoảng cách thì nó không là vấn đề đâu. Dạ. Rồi, bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi nào. Hai đứa nắm tay, hai tay luôn. Cho phép nhau. Nắm tay em. Trên sóng truyền hình như vậy á, thì thời gian nó tương đối là ngắn ngủi. Dạ. Thì có thể là cái cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình á, nó chưa tới. Dạ. Nó. Nhưng mà đối với anh á, thì anh yêu bằng cảm xúc. Dạ. Cảm nhận. Đó, thì cảm nhận thì phải cần thời gian. Thì nếu như được á, thì chúng ta cho nhau thời gian để có được những cái cảm nhận tốt nhất về nhau. Còn quan điểm về của em á, tức là chỉ cần là hai đứa là tin tưởng, yêu nhau và tôn trọng nhau thì mà mọi sự khó khăn hay là gì đó thì mình cũng sẽ đều vượt qua hết. Ờ, anh hiểu. Chị Lan nghĩ là hai bạn đều đã có cái lựa chọn và quyết định riêng cho bản thân mình rồi. Bây giờ thì chỉ cần là bấm hoặc là không sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan thôi. 1, 2, 3. Nhà gái không bấm? Có bấm không? Trời ơi, cái phòng máy. Hồi nãy thấy màu xanh sợ không? Cũng hơi hồi hộp. Hết hồn á. Rồi bây giờ chính thức ta là hẹn hò với nhau nè. Tao mình ôm cái coi gọn không nè. Cho các bạn ôm cái nha. Ôm còn gói không? Còn gói không? Trời ơi! Dễ thương quá à. Ờ, dễ thương á. Chị Lan ước ao có một người đàn ông mà cao cỡ 1m9, 2m gì đó ôm chị Lan. Không có quen được ai vậy. Nói thôi chứ cô gái rất là tự tin nha. Bởi vì có thể là đứng với con là hơi thấp hơn xíu, chưa tự tin, nhưng mà cô gái tự tin lắm đó. Dạ. Nhìn gương mặt, cách nói chuyện này kia, tất cả mọi thứ đều tự tin lắm nha. Thôi chúc hai đứa hẹn hò với nhau. Ôi, chú cũng ôm tay Tiền Giang này ha. Có gì kêu chú cho nhanh. Tôi đi dự cho nhanh ha. Dạ. À, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Cái hình ảnh mà hung nhau cái mới đẹp nè. Cho phép anh. Hình ảnh này là biết sao hung được thì để thôi. Để đòi đó, nào. Chụp hình. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity
trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Luôn 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 thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Luôn 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 Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Luôn Luôn Luôn. Hãy yêu nhau thật nhiều, thương nhau thật nhiều nha. Dạ. Nắm tay thật chặt nha. Rồi, đi đi. Không nghe gọi. Cạo rồi, không nghe gọi. Trời ơi, dễ thương quá. Thích quá. Họ đã bấm nút hẹn hò thưa quý vị. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Hy vọng rằng cuộc tình của họ sẽ mãi mãi và mãi mãi. Vâng, và bây giờ thì đến với cặp đôi thứ hai. Con khéo tay, con nấu ăn được, nấu được nhiều món, con nấu được món Hàn, món Nhật, món Thái, món nào cũng nấu được. Con không biết nấu thì con hay lên mạng, con xem rồi con nấu lại. Hiện tại là con vừa mới tốt nghiệp xong, là con tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của trường Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh. Sở thích thì con khá là thích nghe nhạc nè, thì hay hát lắm, nhưng mà hát không có hay. Hay hát là được rồi con. Vẫn cứ mà tự tin là được ạ. À. Tự tin là đúng được. Muốn mới đầu thì người ta đã bỏ con, muốn sao cũng mặc người ta. Mới sao có kinh nghiệm hơn, con bỏ người ta trước. Quay. Bây giờ mối này là không ai bỏ ai hết nghe. Yeah. Có yêu cầu gì hỏi em không? Có câu hỏi nào khác nữa không? Không, anh thấy em dễ thương. Thế là anh ưng ạ? Ừ, anh ưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời em gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Minh Đức, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm về kỹ sư dữ liệu về ngành công nghệ ạ. Công nghệ thông tin. Dạ, em đến từ Bình Định ạ. Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh thì Đức làm ở đâu? Dạ, làm ở Tân Bình ạ. Tân Bình ở với ai? Dạ, hiện tại đang ở với nhà họ Hàng ạ. À, tức là ở nhờ nhà họ Hàng đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây ở thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu lâu rồi Đức? Dạ, hiện tại ở khoảng 3 năm tại vì con học ở Hà Nội ạ. Lý lịch thích ngang của nhà trai chúng tôi. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên là Võ Phương Vy ạ, sinh năm 2000. Hiện tại là em quê quán ở Biên Hòa, Đồng Nai và đang làm công việc là bác sĩ thú y. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở Biên Hòa, Đồng Nai luôn ạ. Biên Hòa, Đồng Nai luôn, mình sống Biên Hòa, Đồng Nai luôn. Con có lên Đồng Nai chơi nhiều không? Dạ, con chưa đi Đồng Nai. Chưa đi Đồng Nai, lên Biên Hòa chơi chưa? Dạ, chưa luôn. Chưa luôn sắp hả? Tới sẽ được lên. Rồi. Bây giờ thì mình nói một chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi Đức. Dạ, ưu điểm của con là con khéo tay, con nấu ăn được, nấu được nhiều món, con nấu được món Hàn, món Nhật, món Thái, món nào cũng nấu được. Con không biết nấu thì con hay lên mạng, con xem rồi con nấu lại. Không biết pha chế nữa. Vậy là nữa là nuôi vợ giỏi rồi đó. Với lại cũng yêu động vật, yêu nhất là mèo. Yêu mèo? Dạ, mèo. Trời, phù hợp bên đây luôn. Khuyết điểm thì chắc là con kiểu như là dễ để bụng quá, nhớ dai thôi ạ, chứ không phải là kiểu như mình nóng tính ạ. Ghét để bụng hả? Giận để bụng luôn hả? Dạ không, cái đó thì chắc chắn là sẽ nói ạ. Dạ. Cứ nói ra đi con, thật là để bụng lâu nó không tốt đâu. À, để bụng lâu cái tự nhiên mình tức á, tức cái bụng á. Dạ. Tức cái bụng nó bự á. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm. Dạ, ưu điểm của con thì nói chung là con cũng một dạng là con gái hoạt bát, mộng mơ, rồi cũng nói chung là hoạt ngôn, con nói khá là nhiều á. Con sợ bạn nam chịu không nổi thôi. Hiện tại là con vừa mới tốt nghiệp xong, là con tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của trường Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh, trường Hưu Tết ạ. Dạ. Hiện tại thì con cũng chỉ mới đi làm thôi, thành ra là nói chung là chưa có ổn định hẳn. Về sở thích thì con khá là thích nghe nhạc nè, thì hay hát lắm, nhưng mà hát không có hay. Hay hát là được rồi con. Vẫn cứ mà tự tin là được ạ. À. Tự tin là đúng được rồi. Quan trọng tự tin làm được hết á. Dạ, còn về mà kiểu nấu ăn thì nói chung là nấu mấy món cơ bản thôi, chứ mà nấu cổ hay nấu mà kiểu hoành tráng quá thì không, mà nấu vừa đủ để ăn thôi. Nấu đủ hai đứa ăn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhà trai lo chuyện đó được. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của con là gì? Dạ, khuyết điểm của con thì nhiều lắm, kiểu như con cũng hay nhớ dai lắm, nhớ dai cũng hay để bụng lắm, nhưng mà hai đứa này quen nhau nó giận nhau để bụng thôi, không ai nói ai. Khi nào cần thiết thì mình mới nhớ thôi, còn không thì cũng sẽ mau quên. Thôi hai đứa này mai mốt là lấy nhau rồi sửa cái tính nó đi, có giận gì thì nói ra nghe nhà trai. Dạ. Chào nhà trai. Giới thiệu cho mối, nhà trai tôi đang lập công ty riêng. Giỏi quá trời. Làm giám đốc. Rồi bây giờ nói cho cô Lan với chú Linh nghe là đường tình duyên mình như thế nào. Dạ, tình duyên thì con mới có hai mối tình à. Mới hai mối.
Hai mối là nhiều rồi đó con. Ở tuổi con hai mối là nhiều rồi. Hai mối. Mối thì con quen hồi sinh viên hoặc với một mối thì con quen hồi mới ra trường. Con bỏ người ta hay người ta bỏ con? Mối mối đầu thì người ta bỏ con. Mối sau bỏ người ta. Mối sau có kinh nghiệm hơn con bỏ người ta trước. Quầy. Bây giờ mối này là không ai bỏ ai hết nghe. Dạ. Ok không? Dạ ok. Nhưng sao mà con bỏ người ta vậy? Ừ sao bỏ? Kiểu như là kiểu mới ra trường cũng suy nghĩ nó còn nông nổi á. Giờ đi làm thì cũng muốn lập gia đình nên là cái suy nghĩ mình nó sẽ chín chắn hơn. Với lại là mình nghiêm túc với một mối quan hệ hơn. Ừ đúng rồi. Rồi sao người ta bỏ con? Con cũng không biết nữa. Đó thôi. Mình phải tìm nguyên nhân tại sao người ta bỏ mình. À chắc là hồi trước con kiểu con ít kiểu quan tâm người ta. Đó. Dạ. Biết rồi đó. Mình yêu người ta mình không quan tâm người ta bỏ mình đúng rồi đó nha. Nói vậy cho con biết là lấy vợ khó lắm á con. Khổ lắm đó con. Khổ lắm á. Con thấy khó lắm rồi. Khó lắm để chú qua cho coi. Trời ơi. Trời cô gái ơi. Xinh đẹp. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ mẫu người yêu của con thì con thích con trai cao hơn con cỡ 1m7 trở lên á. Tại hiện tại con cũng 1m62 á. Và con mang cái guốc lên là con đã 1m7 rồi. Thì bên kia bự hơn luôn. Yên tâm. Nhưng mà con thích con trai gầy chú ơi. Gầy kiểu thư sinh á. Bên này là không gầy. Cao. Cao. Có cao. Bự có bự. Có bự. Hơi đen không trắng. Không trắng thôi. Đó, tình hình nó vậy thì con xử lý sao xử? Cười có đẹp không chú? Cười đẹp, đẹp tại vì đang niềng răng, đẹp. Niềng rồi từ từ nó đẹp. Niềng có lâu rồi ạ? 3 năm sắp tháo rồi. Đó, sắp tháo rồi là hung được rồi. Có mấy mối tình rồi? Dạ, con trải qua cũng 2 mối tình rồi ạ. 2 rồi hả? Dạ. 2000 mà cũng khá quá ha. Rồi sao nè? Dạ, mối tình đầu của con thì học cấp 3 chung thì kiểu mà đó thích kiểu trẻ trâu thôi. Kiểu người ta học giỏi thì mình mến vậy thôi. Mến thôi đúng không? Phải người học giỏi. Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ tại lúc đó học đại học rồi mỗi đứa học ngành cái không hợp rồi, thôi. Không gặp luôn. Dạ không gặp luôn. Dạ mối thứ hai thì cái chung quen cũng được nửa năm hay gì đó là kiểu như xong rồi bạn đó đi du học luôn. Cái yêu xa cái không. Con đi với ai? Dạ con đi với mẹ với lại dì của con. À con mẹ nữa đi rồi. Dạ chào mẹ, chào dì. Dạ mẹ đâu ạ? À? Dạ. Rồi cho mình gặp mẹ cái đi. Xin chào cô Hường Linh, chào Lan. À, tôi là mẹ của bé Phương Vi. Nói chung mẹ thấy cũng hiền, dễ thương. Còn cái tuần để gặp mặt thì tụi nhỏ nó có cái nhìn giống không có giống mình. Thì đấy tụi nhỏ tự quyết định. Mình thì cha mẹ đặt đâu mình ngồi đó. Còn giờ nó đặt đâu mình ngồi đó là mình muốn quyết được. Giờ là nó đặt ở đâu là mẹ ngồi đó đúng không mẹ? Rồi. Theo Nhượng thấy thì bạn trai bên đây về kiến thức thì cũng ngang tầm với con. Gia đình mong muốn là sự chọn lựa của con sẽ là chính xác. Và mọi sự bắt đầu từ cảm giác trái tim con. Dạ, cảm ơn Dượng. Cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn nhà gái. Dượng nói rất là hay là tất cả mọi sự lựa chọn là phải từ trái tim của con. Gia đình sẽ ủng hộ. Hay lắm. Nào, rồi. Bây giờ mở ra. Bây giờ mình nói chuyện qua cái hàng rào đó. Bây giờ mình gặp gỡ nè. Rồi, mình tiếp gọi trực tiếp coi mình cảm nhận thế nào. Mình làm y chang vậy nha. Bước tới đi. À, anh đâu vấn đề anh tình em. Cảm ơn anh, em cũng có món quà gửi tặng cho anh ạ. Hạnh phúc dữ, cảm ơn nha. Dạ. Mong anh khi sử dụng món quà này sẽ luôn nhớ tới em đầu tiên. Kiểu như em thích người con trai là kiểu phải biết quan tâm ấy. Tụi anh siêu quan tâm luôn. Nhưng mà nói là làm nha. Hoặc là không nói nhưng mà làm vẫn được. Không, cái này làm gì mình nói chắc chắn luôn. Dạ. Anh thấy em sinh năm 2000 đó, hợp mệnh nha, không sao đâu. Hợp mệnh ạ. Ừ, hợp mệnh đó. Anh có yêu cầu gì hỏi em không? Có câu hỏi nào khác nữa không? Không, anh thấy em dễ thương. Đấy là anh ưng ạ? À? Ừ, anh ưng. Dễ thương. Bây giờ mình có thể đùa giỡn chút xíu cho nó vui. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải thật lòng với mình. Chúng ta lắng lòng mình lại. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Vậy sắp có vợ. Sắp có vợ rồi ha. Nắm tay nhau đi nào. Làm như đối tác bắt tay. Dạ quên. Nào bên đây là có công ty riêng. Dạ không. Đang khởi nghiệp. Bây giờ khởi nghiệp xong có vợ nữa là tuyệt vời luôn ha. Dạ con cũng xin phép hai bác cho tụi con cơ hội để làm quen tìm hiểu ạ. Hy vọng mình cũng có thể là kiểu tiến xa được. Nếu mà có những cái gì mà con còn thiếu sót thì mong hai bác có thể góp ý thêm để con có thể chỉnh sửa. Dạ. Yeah.
hôn tay độ mình hôn tay thôi. Đừng có mà. Không, con thích hôn chán hơn. Hôn chán á? Cái vụ này xin chú Linh chứ đừng xin tôi không quyền quyết định. Đó là quy định đời không má. Tôi rất thích các bạn hôn nhau. Thật ra một cái hôn nhẹ nhẹ nó cũng gì hết luôn. Chứng minh được là tôi bấm thật bằng suy nghĩ của mình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho các bạn. Đây, giữ lấy quà của bạn gái. Giữ kỹ luôn ạ. Giữ kỹ luôn nha. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, chúc hai đứa mọi điều tốt đẹp nhất nha. Dạ, anh cảm ơn ạ. Rồi, mời hai bạn đi đường này. Thưa quý vị, đó là những câu chuyện trong bạn của hẹn hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.